Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Căn nhà này có sân thượng, có phòng ngủ dưới, view mặt tiền công viên quý chị nhá, nằm trong khu dân cư. Thì ngày hôm nay em Hải sẽ ghi hình một căn nhà mặt tiền công viên. Đối diện nhà mình sẽ là cái công viên rất là thoáng luôn quý chị nhá. Đó. Và sau lưng em Hải đó quý chị theo cái trường tiểu học ha. Đó. Mặt tiền công viên và gần với trường tiểu học, rất là thuận tiện cho con em mình có thể di chuyển đi học, chỉ cần đi bộ nội khu quý chị nhá, ở trong khu này luôn. Căn nhà mang tới cho anh chị mình đây này, căn này này. Đó. Thiết kế hiện đại anh chị nha, 3 tỷ 100 triệu thương lượng, có sân thượng, có phòng ngủ dưới. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết căn nhà này cho anh chị tham quan. Một trệt, một lầu, một tum. Ở phía trên đó là có sân thượng, có phòng thờ anh chị nha. Nhà có 3 phòng ngủ, có 1 phòng ngủ dưới. Căn này là nằm trong khu dân cư tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khu này thì rất là đẹp, nhà nào cũng một trệt, một lầu. Anh chị thấy mê không? Phía trên kia là cái trường tiểu học. Xin lỗi, trường mầm non. Nãy giờ em nói cái trường đó quý chị, trường mầm non nhá. Còn đối diện nhà mình là công viên này, quý chị thấy người ta bỏ ô tô thoải mái không? Đó, bên đó là công viên nhá, rất là thoáng luôn quý chị. Cái đường này thì 12 mét tổng là mình tính cả vỉa hè cây xanh quý chị. Đây, cái công viên, quay sơ lại cái công viên phía trước. Công viên thì hiện tại nó là một cái miếng đất trống lớn này quý chị. Đó, thì trước nhà mình sẽ đối diện qua cái đất công viên này. Thì cái view này thì nó rất là thoáng quý chị nhá, rất là thoáng nhá. Mình có thể để bên đây mình vui chơi giải trí các kiểu này, để ô tô bên đây cũng khá là hợp lý này. Nghĩa là nhà mình sẽ có một mặt nhà thôi, nguyên cái dãy nhà này luôn, một trệt một lầu đều như nhau hết quý chị. Chỉ có nhà của mình là một trệt một lầu một tum thôi, hơn hẳn hơn những nhà khác một tí quý chị nhá. 3 tỷ 100 triệu, gặp trực tiếp chủ để thương lượng, hoặc anh chị mong muốn giá nào cứ nói với em Hải ha. Giá cả thì mình không phải lăn tăn, mà cái quan trọng nhất là căn nhà này có phù hợp với anh chị hay không về công năng và vị trí. Cho đây gần ngã tư Miếu Ông Cồ, cho đây gần chợ Phú Phong. Anh chị tìm giúp em chợ Phú Phong, căn nhà này cách chợ Phú Phong đúng 200 m, ngay trục đường DT 743, vỉa hè phía trước 3 m không quý chị. Đó. Gần ngã tư Miếu Ông Cồ, 500-700 m quay đầu anh chị nha. Đấy. Nhà mình thiết kế hiện đại. Thiết kế hiện đại quý anh chị nha. Về công năng thì căn này em thấy khá là ok. Ngoài vấn đề phòng thờ, sân thượng ra, có 3 phòng ngủ và có phòng ngủ dưới là quá ok rồi. Và điểm cộng là mặt tiền công viên. Ở nhà có 2 lớp cửa, một lớp cửa sắt bên ngoài và một lớp cửa nhôm kính Xingfa ở bên trong. Nhà xây mới, hoàn toàn xây mới 100%. Đó, nhà này là chưa ai ở, nhà chưa ai ở anh chị nhá, đang mới hẳn nhá. Đó. Ở căn nhà này thì có khác hơn so với căn nhà khác một chút xíu và hơi mới hơn một chút xíu nữa quý chị. Ở phía ngoài này thay vì người ta dán gạch thì ở đây người ta làm cái kiểu hiệu ứng bê tông đó quý chị. Đây hiện tại bây giờ nó đang mới nha. Đó. Đây bên đây cũng vậy nè quý chị. Đây. Đó. Quý chị ha, nó thật không? Nhìn nó thật ha. Rất đẹp nha quý chị nha. Ở phía trong cũng có luôn á. Đây này. Đó. Bên đó người ta cũng làm hiệu ứng bê tông đó quý chị, nguyên một cái mảng lớn đó. Đấy. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải ha. Tiếp tục theo dõi nhiều video mới, nhiều căn nhà mới, nhiều lô đất mới, nhiều bất động sản. Tại vì em Hải có rất là nhiều nhà đất mong muốn được gửi tới toàn thể quý chị để anh chị tham khảo ha. Em Hải là chuyên bất động sản thành phố Diên An, thành phố Thuận An. 2 khu vực này thì nhà và đất là bên em rất là nhiều quý anh chị nhá. Thì anh chị nào đang có nhu cầu mua ở, đầu tư, kinh doanh vân vân ở tại 2 khu vực đó thì cứ liên hệ gấp cho em Hải ha. Đó. Ngoài ra thì bên em còn làm khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Bình Hòa và thành phố Tân Nguyên của Bình Dương. Đấy. Nhà này xây mới hẳn, xây mới hiện đại nè quý chị ha. Cầu thang nhà mình kính cường lực trong suốt hết, ở dưới có tủ này. Bên đây là chỗ kệ để mình để tivi nè quý chị. Đó. Ở đây gia chủ chỉ có nội thất cơ bản nhẹ một chút xíu thôi. tủ giày dép không quý chị. Đấy. Nhà mình hướng chính nam, anh chị nào mà đông tứ trạch rất là hợp, căn này là hướng chính nam anh chị nhá, chính nam 100% luôn. Đấy. Lợi thế của căn nhà này thì giống như em nói là về công năng thì nó khá là ok rồi, phòng ngủ dưới, sân thượng và phòng thờ, và điều đặc biệt là mặt tiền công viên. Đó, mặt tiền công viên thì nó rất là thoáng quý chị nhé. Còn giá là 3 tỷ 100 triệu thương lượng chính chủ, anh chị muốn gặp chủ để thương lượng cũng được, hoặc anh chị mong muốn giá nào cứ alo cho em Hải, mình đặt vấn đề, được thì mình mua, không thì thôi. Mình có rất là nhiều nhà đất anh chị nhé, tha hồ để tham khảo và xem. Đấy. Căn nhà này là 64 m² và thổ cư full, thổ cư 100%. Nhà vệ sinh em quay trước đi. Lavabo, gương soi, bồn cầu đầy đủ anh chị nhé. Cây sen thuyền để mình tắm nhé, gạch dán tới trần nhé. Phòng ngủ dưới nhà mình đây nhé. Đấy. Tìm mấy căn nhà có phòng ngủ dưới cũng không có nhiều đâu. Trong khu dân cư đa số người ta không có làm phòng ngủ dưới anh chị ạ. Nên có nhưng mà ít, anh chị nhé. Nhưng mà căn nhà này thì có phòng ngủ dưới. Đấy. Với diện tích của căn nhà này là 64 m², thổ cư hết, thổ cư 100%. Với bề ngang 4 m và chiều dài 16 m anh chị nhé. Ở trong đây là ngang 4 hết nhé, dài 16. Đó. Nhà mình dài 16 là 64 m anh chị, thổ cư hết, nhà hướng chính nam, sổ hồng riêng. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng anh chị nhé. Em Hải không review sổ chung, nên là anh chị xem kênh của em Hải là tất cả là đều là sổ hồng riêng hết đấy, mua là đi công chứng và sang tên chuyển nhượng luôn. Đó, hỗ trợ ngân hàng full cho anh chị mình luôn, maximum ha. Lãi suất ngân hàng bây giờ chỉ có 6,5% một năm anh chị nhé, rất là tốt nha, lãi suất rất là tốt nha. Lầu 1 gửi tới anh chị hai phòng ngủ anh chị. Ở lầu 1 cái phòng ngủ này ở phía sau căn nhà, phòng ngủ này rõ to, quý chị thấy to không? Rất to luôn. Quá trời rộng rãi và thoải mái luôn anh chị ơi. Đấy, có cửa sổ luôn, quý chị thấy không? Mềm không? Thoáng nha. Mấy cái phòng ngủ mà thiết kế phải có cửa sổ thì nó mới thoáng được quý chị ha, không thì nó bí lắm. Đó, cửa sổ đó. Phòng ngủ này thì to. Đấy, quý chị thấy không? Nó rất là rộng luôn, rất rộng quý chị nha. Anh chị nào đang cần tìm nhà gần chợ Phú Phong, gần ngã tư Miếu Ông Cù, gần vòng xoay An Phú, mình có thể tham khảo căn nhà này với mức giá chủ đang mong muốn là 3 tỷ 100 triệu, thương lượng, giá thương lượng anh chị nhé. Chắc chắn giá mua bán sẽ không phải là giá này, giá này mình còn mặc cả, mình còn thương lượng, mình còn đàm phán để hai bên đi tới mua bán. Khu vực nhà vệ sinh của mình đây, ở lầu 1 chỗ đây là lavabo, gương soi để phía ngoài này. Ở nhà vệ sinh mình bên trong đây này, thấy nhà vệ sinh nào cũng có một cây sen thuyền để mình tắm này anh chị ha. Rồi mời anh chị xem phòng ngủ số 2 ở phía trước của căn nhà. Phòng ngủ này thì nó nhỏ hơn phòng ngủ vừa rồi nhưng mà cũng khá là lớn nha quý chị nhá. Em thấy là rộng á. Bên kia có cửa sổ, cửa ban công các kiểu nên nó cũng thoáng nữa. Đó, thoáng. Với cái này đi ống đồng hết rồi quý chị, về lắp máy lạnh thôi. Rồi, bây giờ mời anh chị mình lên trên. Căn nhà này quý chị ạ, nó gọi là một trệt một lầu một tung nhưng mà theo em thấy thì nó cũng giống như nhà hai lầu thôi, tại vì ở trên đây thực tế thì nó cũng có một cái khu vực phòng thờ và sân thượng đầy đủ luôn, nó cũng khá là hợp lý anh chị ạ. Đấy. Có hẳn hai cái sân thượng luôn. Đây sân thượng ở phía sau này. Đó, nhưng mà mình cứ gọi là một trệt một lầu một tung đi anh chị ha. Ở trong đó đô thị hóa hết rồi, quý chị thấy không? Dân ở kín hết rồi. Để em quay sơ xung quanh đây cho anh chị mình cảm nhận này. Khu này đô thị hóa hết rồi. Đó, quý chị thấy không? Nhà xin xít như nhau ha. Quá trời luôn. Rồi, cái phòng thờ phía trước đây. Chỗ này phòng thờ này anh chị, và phía trước kia là một cái sân thượng nhỏ nữa. Đây phòng thờ nhà mình đây. Vậy là công năng nhà mình một phòng thờ, 3 phòng ngủ, có một phòng ngủ dưới, mặt tiền công viên. Đây sân thượng ở phía trước. Rồi. 3 tỷ 100 triệu thương lượng chính chủ. Anh chị nào thấy phù hợp thì cứ alo giúp em ha. Thương thảo thêm, mặc cả thêm để mình có nhà mình đón Tết anh chị nhé. Xin chào toàn thể quý chị đã xem hết video của em Hải tới những giây cuối cùng. Em rất là cảm ơn. Em xin chào.